trời lớn luôn. Các bạn ơi, các bạn gì đây? Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Mới vô tại đây chơi lớn rồi, các bạn hiểu rằng đúng không? Hôm nay mình sẽ làm clip này chơi cực kỳ lớn luôn. Vô là cha tổng luôn đâu. Không phải, xin tem luôn, anh Hảo xin dừng luôn. Các bạn thấy có hợp lý không? Nếu mà thấy hợp lý thì nói đi, ngại gì. Thì cảm thấy là đúng rồi. Bây giờ thả ra hai con Hà Giả Tề với cả con Caffini. Đây, các bạn cứ gọi là chọn lựa thoải mái. Bên kia nó lấy con này thì mình được con kia, mà bên kia lấy con nọ thì mình được con này. Có cái gì đâu mà phải căng. Mới vào ấy, bạn đã hỏi chấm rồi. Hôm nay mình sẽ đi rừng. Mà đi rừng bằng con tướng gì bây giờ nhỉ? Đi rừng bằng con tướng gì bây giờ nhỉ? Có ra con mấy, con số gì đây, con số gì đây, con tướng gì đây? Có ra con mấy, con số gì đây? Bên kia nó chọn Murat à? Rồi, không chọn Hà Giả Tề và Hà Caffini à? Này này, chơi lớn này, chơi lớn này. Ôi trời ơi, xin rừng mà có phải là đi rừng đâu. Đúng không? Đi rừng là cái gì? Anh Hảo xin dừng đấy, ngon ngay. Các bạn thấy mình đẹp trai không? Trời ơi, lại bảo không đẹp trai đi. Cái gì vậy? S1, S2 không ai đi dừng à? Ôi thế thì nó lại cứ gọi là loại mồm bây giờ này. Murat à, rút béo à, Rioma à. Thu được không ta? Thu thì đi đường tà thần đấy chứ đi dừng. Đây, mình sẽ chơi về vị tướng sờ cua. Đấy, sờ cua đi rừng. Thế nên mới máu. Úi giời ơi. S1 là rừng không? Bây giờ bạn có đi rừng không hay không đi, nói một câu này. Nếu mà nó có đi nói thì ngại gì này. S2 ADR ấy, đi S1 đi rừng đi. Tôi rừng ok hả? Thôi bà đi ba ơi. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Để mình đi rừng cho, để rừng cho. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình không phải là giành giật nhá. Mình không phải giành giật nha. S1, S2 không chịu đi rừng. Thế đấy, thế thì mình gọi là cứ lạnh lùng vô cảm thôi. Đấy, S5 mid này, đó. S2 đi top này. S1 đi xạ thủ này. S4 đi support này. Úi dồi, rừng cứ để mình lo cho. Đấy, anh Hảo mà. Anh Hảo xin rừng nè. Hư nè. Đem bên bạn đợt này, thế nhéo nào cũng bị ăn đấm vào mồm cho. Nhưng không có bộ trang bị nào đi rừng à? Thế thì thôi, đấy nữa mình vào thì mình mua đồ là đi rừng mình đi thôi. Đấy, mình đã quay clip từ lúc đầu đến lúc cuối nên cho các bạn xem đấy nha. Không tí nữa các bạn vào comment kênh của mình để bảo là óc chó dành rừng này kia kiểu tứ, skill mà skirt đi rừng phá game này kia kiểu tứ nha. Tem mình hai xạ thủ không chịu đi rừng. Mình phải bắt buộc đấy. Mình là bị gọi là níu kéo, mình bị triệt ép lắm đấy. Tem mình ép buộc mình đi rừng đấy. Không phải là mình có cô là tự ý cầm skill đi rừng đâu. Thôi kệ, không sao. Nói chung là mình cũng muốn làm một cái clip gì đó lạ lạ cho các bạn xem. Nói thẳng ra một câu, hôm qua mới đọc comment luôn. Không biết có bạn nào bạn ấy gọi là bình luận kêu anh Hảo cầm skirt đi rừng đi. Lúc đó mình nghĩ trong đầu, các bạn biết nghĩ gì không? Mình nghĩ là kêu, nghĩ sao vậy? Kim cương mới tinh anh mà cầm skirt đi rừng. Tem mình nó chửi cho thấy mỏe luôn ấy chứ. Làm sao mà cầm đi rừng được? Ui giời ơi, thế hôm nay là đúng ý của bạn ấy rồi nha. Được chưa? Thế này đã đầy đủ mê chưa? Bạn đó nhớ bạn đấy mà chăng chưa đăng ký mà chưa like cho mình thì like và đăng ký kênh ngay cái clip này cho mình nha. Không là mình buồn lắm luôn ấy. Và gần đây thì lượt xem của mình nó cũng tương đối ổn các bạn ạ. Rồi cũng có, nói chung là cũng có được một tí đề xuất. Nên ra có nhiều bạn gọi là mới vào xem ấy, được nhiều, khá là nhiều lượt view. Nói chung là cũng view cũng đủ cuộc sống qua ngày các bạn ấy. Vì thế nhiều bạn hay vào, hay mấy bạn mới vào ấy, thấy mình cái mấy bạn thấy mình đánh gà quá, mấy bạn đã chửi sùm và kiểu anh Hảo ui rồi ôi khó thế. Bạn nào mà cảm thấy clip của mình nó khó nghe này, đánh gà quá thì thôi xem một lần thôi, rồi đừng có xem nữa, không mất công khiến cho các bạn ấy ức chế. Mấy bạn ấy, ê mình đi làm gì đây? Em đang chém gió anh ơi, nó kéo cục bày qua là cứu em ơi. Em mi Hà Giả Tề, Hà Giả Tề Zina đi ra. Ui rồi, một đấm này chừng chị ăn được con bùa đỏ luôn thôi. Nhưng mà không lên được cấp 2, cây đậu xanh bây giờ mẹ bảo muốn sao? Bây giờ mẹ bảo muốn sao? Hãy xem ra đây, cha. Ui giời ơi, mẹ đấm một cái vào mông nó. Thế mẹ nào mà mình không được ăn nhỉ? Đứng lại, hãy à. Thôi, em sai. Em đi về đây. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà nó kéo một bầy một đàn vô nó cướp bùa tôi vậy? Trời ơi, nó mới mà muốn chat một câu thôi, vờ cờ anh Hảo một cái thôi. Cái gì vậy trời? Cứ để cho tôi đi rừng không? Mình con này đi rừng là nó hơi chậm nha các bạn. Vì thế nên là mình khuyên các bạn một câu, đó chính là không nên bắt chiếc giống mình. Đó là cầm vị tướng này đi rừng, nó sẽ khiến cho đồng đội mình ức chế này. Rồi nó sẽ khiến cho nói chung là mình khá là bất lợi. Vị tướng cái skirt này chỉ đi đường tà thần là ngon thôi. Còn đi rừng thì
em buộc lắm đây. Với lại mình muốn làm cái đó gì đó dị dị lạ lạ cho các bạn xem. Nói chung là nick này của mình là Ranh Kim Cương tham gia thì Kim Cương 3 hay 4 gì đấy mình cũng chả biết, nói chung là Kim Cương gì đấy. Người ấy đây mình cũng thấy rằng là thoải mái. Rồi tích được 4 điểm này. Tất cả cút cút ra hãy xem đây. Úi xôi hơi một đấm một nửa cây nhá. Ui dồi ôi may đấy. May là mình mới cấp 3 đấy. Mình mà cấp 4 một cái thì sẵn sàng này gồng mình. Yeah, tức quá. Đập đồng đất chơi vậy đó. Ui dồi thôi thôi đi về đi bạn ơi. Mới cấp 3 thôi. Mấy thằng bên kia nó ra cướp mình quá đấm nhau này. Yeah, trời. Em đang tính bay vào em đấm một cái vào mồm nó. Thế mèo nào nó yêu ma nó làm choáng cái em quéo càng cua luôn. Giờ mới lên được cấp 4 này. Thôi xong rồi, ăn hành quá rồi, ăn hành rồi. Này ăn rồng này, này thì ăn rồng này. Tất cả cút ra, hãy xem hảo đây. Trời. Từ từ bình tĩnh. Em nó đông quá các bạn ạ. Tính bay vào đấy nhưng mà suy nghĩ một hồi lâu thì mình quyết định gọi là lùi về. Người ta gọi là ổ báo cáo trồn là nó sẽ không có tốt. Các bạn có biết rằng viện tưởng nào mà đấm phát chết luôn là ai không? Skirt đấy. Trái tích được 5 điểm đấm phát là đai luôn. Nhưng mà các bạn phải lên đam cơ. Chứ các bạn lên tanh thì cơ mà đấm bằng cái con khỉ mà chết được. Em sẽ qua em cướp bùi xanh nó luôn. School mà đi cướp bùa thế này thì cơ mà. Đấy, đừng qua ra đây. Ôi thôi chết tôi rồi, chừng chảy. Ô, cái đứa con bùi xanh rồi. Hãy xem ra đây. Ui, chết nè. Chạy đi. Đông quá trời đông luôn. Đông quá trời luôn các bạn ơi. Ở tay bên kia nó kéo một bầy một đàn ra. Mất bùi xanh rồi, thấy cũng tội anh Murat. Nhưng mà thôi cũng kệ anh luôn đi. Cái đấy bạn nào mà đang xem clip của mình mà cảm thấy clip không có hay á thì các bạn thôi đừng có xem nữa, đúng không? Người ta gọi là xem một lần rồi thôi. Chứ các bạn xem thì các bạn xem chán thì các bạn chửi om sòm lên, bình luận chửi om sòm lên. Khó hiểu quá, không thể tin được. Mình chơi mà cảm thấy ok thì mình xem tiếp, không ok thì thôi. Ai cũng vậy thôi mà. Một khi mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nhá. Một khi mà có thai thì đừng hỏi ai là bố cháu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bạn nào đang xem clip của mình mà vẫn thường hay xem thì các bạn kiểu như quen rồi, quen với âm thanh rồi là đánh đá cá cày của mình rồi thì các bạn ấy gọi là khoái liền đấy, ngon ngay đúng không? Các bạn có thể bình luận một câu gọi là lấy lại tinh thần gọi là ốm nhớ mỏng manh của mình cái coi. Cái gì vậy? Đâu rồi? Ai đây support đâu rồi? Em nó làm gì đây? Hãy xem ta đây. Trời. Chết. Má ơi, bay vào như một vị thần xong rồi chết như một thằng đàn lung. Ngu đổi thừa hả? Đâu, em có nói gì đâu. Em có đổi thừa cái gì đâu. Càng thế, đồng đội mình nó mạnh quá cơ. Thế mèo nào. Đời, buồn, quá trời buồn luôn rồi các bạn ạ. Ăn thì chả được mạng nào, chết lên chết xuống. Cảm thấy nó hơi bị bức xúc rồi đấy. Quần thì bức núc luôn rồi. Bây giờ mà có em nào vào đây là phang em luôn. Không có ngại con rán nào đâu nha. Một khi mà lên máu thì mà tiền ít thế này nó quanh đấm cái gì. Chết tôi rồi. Skirt đi rừng hơi yếu rồi các bạn ạ. Hai là tên mình mạnh quá. Không sao. Anh em cứ yên tâm. Chuyện đâu còn có đó. Cái khó cứ để anh ảo lo. Đấy. Cái gì khó thì mình phải gọi là vượt qua. Thế đấy gọi là chất chơi người rơi. Giống như là vượt qua chướng ngại vật đấy các bạn. Bình tĩnh. Cúc ra. Trời. Mày hả mày. Uầy. Bên kia làm trò gì vậy? Giữ mạng đi. Sao lại phải giữ mạng nhở? Mạnh mẽ hổ báo cáo trôn lên. Em đấm một cái con bùi xanh này. Đấm một cái nửa gây máu bùi xanh nha. Ok hả? Ôi giời, ok luôn á. Chơi là phải chơi chất tẩu luôn. Thế là cái máu, đúng không? Một khi mà nó máu, ngoài của cháu là ai chứ? Chứ còn chơi mà chơi chất em mình thì nó là chuyện bình thường. Chơi phải chơi chất tẩu luôn. Đấy, thế nó mới ghê. Hiện tại thì xem mình nó cũng hơi xanh mà mình phế quá các bạn ạ. Không sao anh em cứ yên tâm. Từ từ mình sẽ thể hiện cái tài năng một đấm chết luôn cho các bạn xem này. Rồi, Du béo lao vào như một vị thần. Mình đang tích điểm rồi. 4 điểm, 5 điểm. Hãy, ôi giời ơi, mẹ ơi, má ơi. Ái da. Mày đấm cho một phát mông này bay ra này, hãy xem ta. Ôi giời ơi, đúng là cuộc đời nó đang nó cay các bạn ạ. Bây giờ ăn đến mồm rồi, có A Thu nó chạy tới nó sờ mông cái, đam nát nằm xuống, nó cho nó mạng luôn. Ui giời ơi, đau rồi. Trời ơi, quá đau rồi. Trời ơi, em đã vế rồi, em gặp cái ông KS đó chứ. Thiệt tình luôn à. Cái gì vậy trời.
cho người ta một mạng đây là làm gì thì làm chứ, đúng không? Cuộc sống này nó hơi quân chen một tí, đâu đến mức độ là cãi ép của nhau như thế. Chết nhau rồi, mình đã phế lắm rồi đấy bạn ơi. Trời ơi, tem người ta thì ăn hết cả 12 mạng luôn. Mẹ em mình chưa có một mạng dính răng, được có 4 cái điểm hỗ trợ thì không có đủ tấm ở đâu hết trơn ý. Tiền thì có tí xíu à. Thôi em bị phàm rồi, em kiếm tí tiền đây, em tí nữa em còn gọi là chém gió. Mẹ tí nữa đấm trả thằng nào thốn lúc đó thì bảo sao số ơi đen. Các bạn đã bảo ui thằng này chỉ được cái nói phét, nào là đấm cái chết luôn, nào là đấm cái quéo càng cua, cua đấm một cái nó còn vẫy đít nó đi về thì cũng mà chết nhau. Ui giời, đi farm, tập trung farm các bạn ạ. Tập trung farm nha, đấy. Thôi ông ơi, để đó, tôi ăn mấy câu kiếm, tôi tìm tí tiền, coi vậy ông tiền quá trời tiền luôn. Tôi làm gì có đồng tiền nào. Kali kìa. Mày chỉ ú một cái thôi, bạn ấy cong đít, bạn ấy chạy luôn. Đấy, mình ú cái lần thứ hai, chắc bạn ấy quay lại, bạn ấy rụng trứng luôn quá. Trời, vỡ mồm. Lại cười à, vỡ vẩn cười à. Cười này. Đây. Dùng trứng nè. Hãy xem đây. Insect nè. Trời ơi, đã bảo rồi mà. Người ta đã nói rồi mà. Lần thứ hai là đảm bảo dùng coi nhà bà trứng luôn. Sao lại không dựng rồi, không dựng thế nào? Cái gì vậy ông? À, ông muốn cái gì tôi? Hả? Ông muốn cái gì hả tôi? Lại muốn dùng trứng à? Phải cả trưởng ấy. Ngọc à. Trời, cái tên nó lên tất cả luôn. Tên Ngọc là chất là trong sáng, ngọc ngà và châu báu. Lại muốn dụng, ui dồi ôi, nó chém luôn chứ dụng đéo gì. Nó đấm mình luôn đấy các bạn ạ. Kinh điển thật. Nó chém thẳng mông mình mà nó chém luôn. Tí nữa thì mông răng môi lẫn lộn trộn với nhau, không còn răng mắn cháo luôn bây giờ này. Giờ sao? Bạn dụng đéo giờ sao? Bây giờ bạn muốn sao? Quánh nhau đúng không? Tất cả cút ra, hãy xem ta đây. Trời, ui dồi ôi. Đấy, người ta gọi là đấm phát chết luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy gì chưa? Trời ơi, cú đấm trong truyền thuyết đấy. Một đấm là bay đầu. Trời ơi, kinh điển chưa? Nhớ mặt chưa? Đấy, với sự trở lại hoành tráng của anh ảo đẹp trai khoa nhỏ chiếu. Đấy, thì bây giờ anh bay vào đấm. Trời ơi, chưa kịp đấm luôn. Thế méo nào mà cuối cùng video ma nó chạy nhanh quá. Bạn phải đứng lại, trứng rung đến chân thì tôi chứ. Tôi nhặt lên tôi đấm cho thì cơ mà. Đấm một phát hồi quá trời máu luôn các bạn ạ. Bắt đầu mạnh rồi đó. Từ nãy giờ đầu trận mà mình cứ đi farm này, có khi bây giờ là mình gọi là một đấm một cái là hai người nằm luôn. Đấy. Trời ơi, đúng không? Đây bây giờ. Đúng không? Bây giờ là một đấm hai người nằm, nãy đầu cứ lo đi ganh, không phải lúc đầu bị tem bên kia nó đè quá. Nó cướp bùa đấy. Chứ nếu không nó không cướp bùa thì có khi bây giờ tem bạn lại gổ với mình ấy chứ. Ây da, tem bên kia làm gì đây? Hãy xem ta đây, tất cả cúc ra. Úi giời ơi, mẹ ơi. Em lại là cái kẻ gọi là đi hỗ trợ cho đồng bọn à? Thế mèo nào nhỉ? Em bay vào thẳng mặt tem bạn, em đấm cứ như là đúng rồi. Thế mèo nào không ai chết mà cuối cùng mình nằm. Nó điêu vừa thôi chứ. Hơi trận này hơi phế các bạn ạ. Rồi cà phê đi đứng đơ như cây cơ luôn kìa. Quá dữ luôn rồi. Chất tổng rồi nha, bắt đầu chất tổng rồi đó. Ôi Murat nó chém kìa, bắt đầu xanh rồi đó, bắt đầu bây giờ tới giờ mình gáy rồi đó. Úi giời ơi, lao vào. Ôi giời ơi. Ê, hay quá. Murat cố gắng níu kéo cũng không thành phúc. Gặp thằng chờ đầu, thằng chờ đít, thằng chờ mây, chờ đằng sau. Từ từ đã, mình kiếm ít tiền cái đã coi nào. Các bạn đừng có quánh nhau. Đấm một đấm nè, đấm một cái nửa cây máu các bạn ạ. Bình tĩnh thôi. Các bạn cứ làm thế thì mình ngại lắm. Quánh nhau nữa rồi kìa. Rồi dân chơi nằm sấp mặt luôn rồi. Em tới đây. Anh Hảo đăng clip không ta? Ta. Có chứ. Làm clip mà không đăng thì làm cái gì? Vô lý. Trời ơi, đấm này. Rồi, tem bạn nằm sấp mặt. Hãy xem ta đây. Úi trời ơi, cái này người ta gọi là đấm phát chết luôn nha các bạn. Một đấm được gần đấy, cái máu là bay màu luôn. Ui giời ơi, có chứ sao lại đéo nhỉ? Có chứ, ghi chữ có chứ mà sao nó cứ lằng quăng thế nào nhỉ? Đó, vô này, có chứ. Không đăng clip thì làm cái gì? Đúng không? Con giời này. Rồi, một đấm vào mông này. Ủa? Ây da! Xa quá. Trời ơi, pha đấy mình tưởng nó lại gần một tí. Không, nó chạy vào nó nhìn bùi xanh của mình coi còn không ấy. Nhìn cái mặt của nó rất là biến thái. Thôi mà mình thấy đam mình vậy là đủ rồi đấy.
Bây giờ mình sẽ lên tanh cho nó nha. Nếu như mà mình không lên tanh, ui dồi du béo kìa. Con hàng hãy xem ta đây. Ôi ôi, tóc biến đi đâu anh ơi? Anh ơi, anh gì gì đó ơi, đứng lại anh ơi. Ui xời, một đấm vào bạn bay đầu luôn. Chạy, chạy đi. Quá đáng sợ luôn rồi. Cái gì vậy, cái gì, đuổi theo à? Đuổi theo à? Đuổi theo, tóc biến đến từ vị tướng Kali à? Đấy, khoái mình lắm. Kali bên kia là khoái mình lắm. Thấy mình là khoái lắm. Tóc biến đầu tư các kiểu ra điểu. Bạn muốn làm cái gì tôi? Hả? À, bạn muốn làm cái gì tôi? Mới vô là thấy anh Hảo vừa cờ là thấy quầy là máu lửa đó. Quýnh luôn nè, quýnh luôn nè. Rồi xong, tem bản quéo càng cua ơi. Tem bản quéo càng cua ơi. Đó, các bạn đã thấy mạnh mẽ chưa? Cái gì vậy, cái gì? Thằng nào núp trong này bán ăn bùa vậy? Mày, mày lì hả mày? Mày lì hả mày? Wow. Chà. Trời ơi, các bạn thấy mình đấm ghê chưa? Trời ơi, Teo đã đứng một đấm thôi. Đúng một cái chiêu hai. Vỡ vào mồm một cái là em gọi là bay gọi là con nhà bà xác luôn. Còn tí máu đây đánh đấm cái gì? Nếu như bây giờ mà mình muốn đấm phát mà nó bay xác luôn ấy, thì mình lên cho nó cái nanh phân ấy. Các bạn biết nanh phân không? Đó, thay vào cái cây gọi là dìu Hyuga này. Nhưng mà thật sự ra nói thì mình thấy tem mình cũng khá là mạnh rồi. Có xạ thủ, hai thay xạ thủ rất là sát thương, rất là lớn. Đó chính là Cavani và Hayate. Vì thế nên mình quyết định không lên nữa. Lên đạm như vậy nó sẽ rất là cục xúc. Mình sẽ lên con nó tanh đi ha. Lên cho nó dìu Hyuga này. Không phân công cái bài gọi là Kali bên kia bài khoái mình lắm. Bài đè mình ra bài chích đấy. Lên cho nó cái món giáp và tí nữa mình đè mấy bạn ấy ra mình chích cho phát vào mồm nó sướng. Quẩy đông thế. Làm trò gì đông vậy? Rồi xong rồi xong. Con hàng đâu rồi? Hãy xem ta đây. Úi giời ơi, mẹ nhanh thế. Rioma nó nhanh tay vãi lều các bạn ạ. À. Trời, bạn ấy mà chậm tay một tí thì có khi không còn răng ăn cháo chứ. Đùa. Ủa, trời ơi, bắn A Thu kìa. Bắn A Thu bắn teo cua luôn. Bình tĩnh. Hiện tại tem mình khá là xanh. Trận này tem mình gánh mình các bạn ạ. Chứ không phải là mình gánh tem đâu. Đấm phát hồi máu phê nhiều phết các bạn ạ. Vòng 5 điểm đấm này. Chạy. Úi trời ơi, đấm cái ịt một cái rồi. Sướng vãi. Nhè, sướng quá sướng luôn đấy chứ. Vãi. Bụp nè. Tích được 5 điểm này. Tất cả cúc ra. Chạy. Mày ly. Nói chung là đánh người thì còn tích 5 điểm. Còn nếu mà đánh quái thì mình cũng không cần thiết phải quá là tích 5 điểm đâu. Tại đây mình khá mất thời gian. Thế kệ, không sao. Scott đi rừng thì mình thấy đó là một cái con tướng không quá là mạnh trong cái vai trò đi rừng. Nhưng mà mình cũng muốn cảm giác mới lạ một tí. Cảm giác nó mới lạ một tí cho các bạn xem nó đỡ nhàm chán. Sau khi mà những cái con tướng khác đi rừng thì nó quá bình thường rồi. Scott đi rừng luôn, thế nó mới máu. Tất cả cút ra, hãy xem ra đây. Úi xời, đây. Các bạn thấy chưa, một đấm nó bay màu. Kinh điển, tất cả nằm xuống. Chạy, vãi, ôn ti nè. Chạy đi. Các bạn máu đấy, máu lửa đây. Ô thôi xong rồi. Nhìn qua đấy là mình biết rồi. Đấm phát gọi là anh Murat quéo càng cua luôn. Nhưng mà mình cũng nằm luôn rồi các bạn ạ. Rồi, xong, quân địch chết ba và quân ta chết sạch. Đây là một câu nói trong truyền thuyết. Quân địch chết ba và quân ta chết hết luôn à. Cavani bạn ngu vờ lờ. Cavani như bị lag máy sao ấy. Nãy giờ nó chát quá trời, bị lag quá trời thôi. Chửi gì chửi người ta kỳ cục à. Lag thôi, đúng rồi, lag thôi làm gì mà căng. Mình thấy Cavani chát từ đầu trận đến giờ là kêu bị lag máy mà. Bạn cứ căng thẳng, đừng có lo, nghĩ về nước Mỹ. Đúng không? Ta có anh Hảo ở đây rồi. Đấy, có cái gì đâu mà phải căng nhở. Có bắt tổng là lag à? Hay thôi đừng có bắt. Ôi đúng rồi, bắt lẻ đi ha. Có bắt làm gì cho nó mệt. Đi lẻ cho chết hết đi. Vai cả lều đi lẻ cho chết hết đi. Mình đi chịu cơ chứ. Thế nó mới chịu cơ chứ. Đó, ăn rừng nó cũng khá là nhanh. Nó cuối trận đấy các bạn ạ. Mặc dù nó không quá là lợi hại nhưng mà vậy là cũng nhanh rồi. Đấm hai phát là chết con quái là ngon rồi. Mấy khi con tướng nào mà làm được điều đấy, đúng không? Mấy khi con tướng nào làm được cái điều mà đấm hai phát chết con quái. Chỉ có thể là Scud đi chứ. Hai con AD kìa. Ái da.
mày lìa mày, mày lìa mày. Qua wow, một phát bay bạc của Du Béo, hết hồn cha nội, hết hồn cha nội. Đi đâu con sâu này? Để đó mày ăn cái nội tài cho. Ui giời ơi, để tôi ăn cái nội tài cho. Chết tôi ơi, chết tôi ơi. Mau nó đông quá. Ấy da, hư nè, bẹt đầu nè. Đâu hết cả đầu gấu mà bưởi. Rồi, còn ra một mạnh, em tới với quả mua đắt đây. Mua đắt ơi, em chỉ sợ thôi mà. Anh nhiều máu thế, ai em chơi. Cái đấy mua đắt nó sợ mình, nó chạy các bạn. Nó mà đứng lại có khi là mình chết ngược ở đây. Tại vì mình đâu có chiêu thức gì đâu. Mình đâu có cái gì đâu. Không đi lẻ là win rồi lờ. Rồi Murat chết này, Murat chết này. Một đấm vào mồm này. Rồi, và như vậy là vị tướng quánh nhau đi. Các bạn quánh nhau thoải mái đi. A Thu thừa sức ăn Murat luôn đi. Mình sẽ không quan tâm và mình sẽ để cho hai bạn ấy solo ấy. Sao lại Murat ăn A Thu là, ăn A Thu là thế nào? Vô lý. Thôi xong rồi. Thôi, em ơi, lâu đài tình ái đó, đấm một đấm, chắc không có trên trần gian. Hãy xem ta đây, chạy. Úi giời ơi. Yeah, Khmer. Ai được khoai quá đi. Các bạn ơi, mình đấm trụ thấu đâu. Con Skirt này có khả năng đấm trụ nó mạnh, vô đối luôn nha các bạn. Tích 5 điểm vào đấm trụ phát là tàng, teo luôn. Đấy, các bạn thấy mình đánh hay không? Skirt hay không? Hay không? Hay không? Hay không? Làm clip theo yêu cầu đấy nha. Nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình đấy. Đừng mở video. Ui giời mẹ ơi, vãi lều, sao được hạng 2 là thế nào nhở? Sao lại xàm lòng thế? Cái ông này ông KS mạng của tôi nè. Cái ông A Thu này ông KS mạng của tôi nè. Không là tôi mở VP rồi. Trời đất ơi, thật là kỳ cục quá ha. Thôi kệ không sao, hạng 2 là cũng được rồi. Trận này bị KS hơi nhiều một tí. Thôi kệ không sao, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình đấy. Các bạn thấy vị tướng A Thu đi rừng thế nào? Có mạnh mẽ không? Mình thì thấy nó cũng khá là ổn. Nhưng mà nếu mà lúc đầu mình được farm thì ngon hơn. Thôi, clip đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Bye bye.